Trong trận đấu đầu tiên trở lại Al Nassr, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã nhận thảm bại 0-5 trước Celta Vigo. Trước đó, đội bóng Saudi Arabia đã có hai trận giao hữu và đều giành chiến thắng trước AVK 2-0 và Faren 5-1, nhưng không có CR7. Ở trận thua Celta Vigo, Al Nassr cũng chào đón tân binh Marcelo Brozovic, người mới chuyển đến từ Inter Milan. Cristiano Ronaldo đã có một màn trả lời phỏng vấn với các phóng viên liên quan đến những thương vụ gần đây của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Ngôi sao người Bồ cho rằng chính việc anh chuyển đến Al Nassr vào kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi đã mở đường cho nhiều ngôi sao ở châu Âu đến với Ả Rập Xê Út. Ronaldo chia sẻ, tôi chắc chắn sẽ không trở lại châu Âu để thi đấu. Cánh cửa trở lại đó đã đóng lại hoàn toàn với tôi rồi. Tôi đã 38 tuổi và phải nói thật rằng bóng đá ở châu Âu đã xuống cấp rất nhiều. Đối với tôi, giải đấu duy nhất vẫn còn duy trì được chất lượng là Premier League. Họ luôn đi đầu so với bất kỳ giải đấu nào khác. La Liga thì đã xuống và không còn duy trì được mặt chất lượng nữa. Giải của Bồ Đào Nha mặc dù cũng rất hay nhưng không phải giải đấu hàng đầu. Còn lại với Bundesliga tôi nghĩ chất lượng cũng đã giảm đi nhiều. Với tôi, Saudi Pro League hấp dẫn hơn MLS. Quyết định gia nhập Al Nassr của tôi đã mở đường cho rất nhiều cầu thủ tại châu Âu tới đây thi đấu. Rất nhiều người đã từng trách móc tôi trong thời gian đầu chuyển tới đây, nhưng giờ thì sao nào? Rất nhiều ngôi sao ở châu Âu đã bắt đầu chuyển tới đây ở mùa hè này và sẽ còn rất nhiều ngôi sao nối tiếp nữa tới đây. Đó hoàn toàn là sự thật. Chỉ trong vòng một năm, sẽ có rất nhiều cầu thủ giỏi tới đây thi đấu và SPL sẽ sớm vượt mặt các giải vô địch quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ hay Hà Lan. Dàn cầu thủ tới Ả Rập Xê Út cũng không phải như lời chủ tịch Alexander Seferin, Ruben Neves và Jota đều là những cầu thủ vẫn đang ở những năm tháng đỉnh cao của chính mình. Khi tôi chuyển đến Juventus, Serie A giống như đang ở thế lụi tàn. Nhưng sau đó, giải đấu đã được hồi sinh nhờ việc tôi đến thi đấu cho Juventus. Bất cứ nơi đâu tôi đặt chân đến, sức hấp dẫn của giải đấu đó sẽ đều được tăng cao. Chắc chắn trong mùa giải sắp tới sẽ còn rất nhiều ngôi sao sẽ tới Ả Rập Xê Út để thi đấu. Đúng như Cristiano Ronaldo chia sẻ, Saudi Pro League đã chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi trong thời gian qua như Kante, Mendy, Firmino, Benzema, Henderson. Và sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều ngôi sao khác.